Hello, Nam Ngố xin chào tất cả anh em nhé. Ok anh em ạ. Ui, có cái tiếng gì nhỉ? Ui, ui, ai kia nhỉ? Ui, anh em ơi, hình như là thằng Huy nó ấn đầu ai, ra nằm. Ui, Húc Huy, trả 44 ạ. Ui, Húc Huy, 44 đi. Ui, 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 mày thì Húc Huy phải thằng Minh Vương không? Ui, ui, thằng Minh Vương ơi, bộ đội đánh thằng Minh Vương đi. Ui, thằng Minh Vương. À, ui, 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 Húc Huy à. Trong nhà có gì rồi đấy này, nó vào rồi. Ui, để ra xem cái nó đi chưa hay nó lại nấp ở đây. Ui, nó trèo nơi này à? Anh nghĩ là thằng đấy là thằng Minh Vương, nãy là em không gọi là nhanh chóng gọi nổi mặt nạ ra, thằng này khỏe phết đấy. Anh em ạ, may là mình đến kịp thời, không thì thằng gọi là Húc Huy, thằng như kiểu thằng Minh Vương nó đóng giả Húc Huy ấy, đó bế gọi là 404 đi bắt cóc ấy. May là mình đến kịp thời nhá, bây giờ mình phải gọi là chế làm cái bẫy gì đó thì tí kiểu gì nó cũng vào. 404 này, có cách nào để bẫy được Húc Huy không? Hả? Không có, có cái sao cơ? Đi đâu ấy? Hả? Đi đâu ấy? Ô, 404 này, đi gọi thêm đồng đội á. Hả? Thế gọi nhanh lên nhá. Đấy, ok anh em ạ, hình như 404 đã đi gọi thêm San rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ là mình có thêm đồng đội là tí thằng Húc Huy là đánh cho nó dễ anh em nhá. Đấy, thằng Minh Vương hôm nay mà vào là mình phải đánh cho nó chóe mẻ luôn. Lúc chờ đợi gọi là 404 gọi là gọi thêm đồng đội anh em nhá. Mình sẽ gọi là vào trong nhà tìm xem có vũ khí nào không ấy để ra gọi là đánh lại thằng Húc Huy. Trong lúc chờ đợi thì mình vừa lấy gọi là mấy khẩu súng gọi là súng nước anh em ạ ra để tí mà tấn công thằng Húc Huy anh em nhá. Đấy, đây là khẩu súng nước cá mập anh em biết rồi ấy. Đấy. Còn đây là khẩu súng nước gọi là mình không biết tên nó là gì nhưng mà trông có khẩu này bắn rất là đẳng cấp luôn. Đấy, khẩu này có một nòng thôi. Đấy, còn khẩu này là có 3 nòng anh em nhá. Đấy, còn đặc biệt hơn là khẩu gọi là siêu to khủng lồ này anh em này. Đấy, tí mà gọi là thằng Húc Huy đến dùng khẩu này bắn thì kinh khủng lắm. Đấy, to chưa? To là bằng dài bằng một nửa mình luôn. Đấy, trông rất là to, cái bầu này bắn đến Tết không hết nước luôn. Anh em ơi, hình như 3 khẩu đều hết nước rồi anh em ạ. Đấy, khẩu này hết nước rồi. Ui, 404 à? Ui, gọi cả 808 đến à? Ai hôm nay có 808 khét mù luôn. Ui, hết nước còn đâu mà bán, bây giờ phải đi nạp nước đi. Ê, ui, thằng San này ai vào ghé để tí bắn không Húc Huy. Bây giờ là đi nạp nước cho anh, nhanh nhanh. Cả 808 nữa. Ok anh em ơi, bây giờ là mình mới lại 404 mà gọi là 808 đã nạp đầy đạn rồi, đấy, đầy nước rồi. Đấy, tí đợi thằng Húc Huy ở đây, ba anh em mà bắn nó và không bắn được thì anh em mình vào đánh nó cũng ok, không sao đúng không? Tám khám có sợ thằng Húc Huy không? Đấy là anh nghĩ là thằng Minh Vương ấy, không sợ. Đấy, 404 này, tía đi nấp đi, tía bắn nó cho chóe mẹ luôn. Anh có biết bắn cái khẩu súng này không? Hả? Biết không? Hả? Thế bắn thử xem nào. Đấy, xa này, 404 này, trêu 6, 7, 8 khám bắn, 8 khám thử xem thử như nào. Khẩu này á, khẩu này bắn á, khẩu này nặng à. Ui, bắn được 808. Ui, chưa. Ui. Ui. À, anh em làm gì vậy? Ui. Ui, chết rồi, tao không dám toang rồi. Thôi, không bắn nhau nữa. Anh treo tí thôi. Nhưng mà tí để bắn, để đạn bắn Húc Huy. Thế tao không... Ui, ướt. Thôi, không bắn nhau nữa. Ui. Ê. Anh bảo không bắn nhau nữa mà. Ơi 808 ướt hết rồi này. Ui, ướt hết rồi. Cả 404 ướt hết rồi này. Anh đã không bắn nhau nữa mà. Không bắn nhau nữa, không bắn là anh đuổi về ấy. Không bắn nhau nữa. Bây giờ là mình phải nghĩ cách gọi là bắn Húc Huy chứ gọi là bắn nhau làm gì. À, anh treo thế mà bắn gọi là anh em tàn sát.
mình kêu rồi bốn bốn tí thôi mà anh em bắn nhau tàn sát kinh quá ấy, ướt hết rồi. Ui gì ấy, ui đâu bị sợ, ui thôi thằng đấy nó vào ấy, ui cái đó anh em bắn nó, ui anh em bắn nó, ui bắn đi sẵn đây, ui bắn bắn bắn, ui 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 cẩn thận đấy. Ôi bố bốn anh sợ vậy, tao vào đây ui bắn nó, ui bắn nó đi, bắn nó đi, ui ui xa đây đánh nó, ui 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 xa đây cẩn thận, ui tám khám đi và hỗ trợ xa đi tám tám. Ui 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 tam thạc, ui ui cẩn thận ui ra đây cố đi ui ui tấn công nó đi, nó choáng rồi.